Anh chị ơi, hiện tại là bên em đang rất trống nhiều chỗ. Vâng, em muốn mua khoảng tầm vài chục chiếc nữa để nó bù nấp vào những chỗ đang trống đây ạ. Và đây ạ, và đằng sau kia nữa. Rất nhiều chỗ trống của bên em hiện tại bây giờ đang không có xe. Em rất khan xe hay xe đời 16, xe 16 chỗ, không phải đời 16, xe 16 chỗ. Anh chị đang có nhu cầu bán xe cũng như là anh chị muốn lên đời thì anh chị liên hệ cho em để em mua xe với giá cao cho chị nhé. Anh chị đang có người nhà hoặc là người thân muốn bán xe, anh chị giới thiệu cho em sẽ mua với cái giá cực hợp lý cho anh chị và lương hoa hồng sẽ có ngay sau khi giao dịch anh chị nhé. Rất mong anh chị giới thiệu và giúp đỡ cho em để em mua được nhiều xe về để bán cho các bác, phục vụ cho các bác chạy xe du lịch nhé. Anh chị này, đấy, rất còn trống rất nhiều, mong anh chị giúp đỡ em. Giới thiệu cho em thật nhiều xe và số điện thoại của em là 0943 622 621 nhé. Rồi, xin chào tất cả quý anh chị ạ.